Rồi ok, chào các bạn nha. Thì ở trong cái video đầu tiên này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng các công cụ lập trình của hộp giảm tốc hai cấp control ha. Thì ở cái video đầu tiên này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh sửa cái bộ chuyền bánh răng nón ha. Đây là cái quyển thuyết minh của mình, và sau khi mà các bạn hoàn thành xong cái quyển thuyết minh của mình thì các bạn sẽ có được cái bảng thông số như thế này. Đối với bộ chuyền bánh răng nón, các bạn chú ý nha, các bạn cần phải tính được chiều dài con ngoài là RE. Rồi module ha. Rồi bên cạnh đó là các bạn cần phải tính được những cái chỉ số là HAE1, HAE2, HFE1 và HFE2. Ok, đây là những cái thông số mà các bạn cần tính. Và một phần nữa đó chính là góc con chia ha các bạn. Góc con chia. Ok, vậy thì sau khi mà chúng ta có được những cái bảng thông số như này rồi, chúng ta sẽ chỉnh sửa ở trong cái bản vẽ này như thế nào. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Đầu tiên, sau khi mà các bạn tải cái bản vẽ này về rồi, các bạn sẽ bật cho mình cái tab là Parametric. Hiện tại thì mình tắt đi nè. Nó bây giờ mình bật lên nè. Thì cái hộp thoại Parametric của mình nó sẽ hiện ra. Và hiện tại thì nó sẽ hiện ở bên góc phải bên đây, các bạn đợi chút xíu nha. Nó sẽ hiện, đây chính là cái hộp thoại Parametric. Ở đây các bạn click vào cái nút mũi tên này. Sau đó các bạn chọn đến cái bộ chuyền bánh răng nón. Đây chính là những cái thông số của bộ chuyền bánh răng nón các bạn. Đây chính là những thông số của bộ chuyền bánh răng nón. Và tại đây các bạn sẽ nhập những cái thông số này vào. Ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có B, chúng ta sẽ có RE, chúng ta sẽ có A, A này chính là góc con chia. Rồi chúng ta sẽ có đường kính lắp chụp của bánh răng nhỏ, đường kính lắp chụp của bánh răng lớn, và HAE1, HA2, HFE1, HFE2 thì nó sẽ là nằm ở bên đây ha. Nó sẽ là cái phần này. Các bạn sẽ nhập vào. Ok nha. Rồi, bây giờ mình sẽ demo cho các bạn cách mà chúng ta nhập như thế nào đây. Đầu tiên mình sẽ nhập B. B chính là cái bề rộng này. Nó ở đây các bạn kéo xuống các bạn xem là thằng B này là bao nhiêu. Đây B bằng 46 các bạn. Nè, chiều rộng vành răng bằng 46 nè. Thì ở đây các bạn sẽ nhập B vào. Đây B này các bạn nhập bằng 46. Ok. Rồi sau đó RE. RE ở đây là 169.45. Thì ở đây các bạn sẽ chọn vào RE, các bạn nhập vào. 169.45. Ok ha. Rồi tiếp tục là các bạn sẽ nhập cái gì? Tiếp tục là các bạn sẽ nhập góc con chia. Góc con chia ở đây của mình hiện tại mình để mặc định là 18 độ. Nhưng mà ở đây các bạn thấy là cái góc con chia nhỏ nè, là nó chỉ có là 10.71 độ thôi. Do đó ở đây các bạn sẽ sửa lại 10.71 ha. Đây, từ. Đó. Ok. Rồi, như vậy là mình đã có được cái bánh răng nhỏ và bánh răng lớn nó sẽ tự động chạy theo. Ở đây các bạn thấy cái đoạn này nè. Trong trường hợp mà cái đoạn này các bạn muốn nó không có được đúng cho lắm á, thì cái chỗ này các bạn sẽ chỉnh sửa lại ha. Cái này do ở trong cái bản lập trình á mình để nó là lớn một chút xíu. Thì ở đây mình sẽ thử đo thử rồi mình sẽ trừ hao lại các bạn. Đây cái này là 2.75 ly. Rồi cái đoạn này của mình là 1 chấm. Ở đây do cái phần này mình đang để đây nè. Thằng B là bằng C chia 3 nè. Cái thằng này nè. Đó, các bạn sẽ thấy là nó sẽ bằng cái đoạn này. Nên nhiều khi nó sẽ không có được đúng cho lắm. Do đó mà ở đây mình sẽ bấm vào show on ha. Các bạn bấm vào show on tất cả nè. Rồi ở đây mình sẽ xem cái kích thước của nó. Ở đây các bạn thấy là nó sẽ có cái kích thước này là B nè. Rồi cái kích thước nào nữa ta? Rồi. Rồi ok, tiếp theo các bạn sẽ nhập cho mình là những cái chỉ số là HAE ha. Đây. Các bạn ví dụ HAE1 của chúng ta sẽ có là 4.26. Thì ở đây các bạn nhập vào HAE1 4.26, nhập vào. Ok. Rồi HAE2 bằng 1.74. Ok. Rồi HFE1 bằng 2.34. Rồi HFE2 bằng 4.86.
Ok, như vậy là chúng ta đã nhập và chỉnh sửa cái bổ truyền bánh răng nón của mình. Ok rồi, còn những cái đường kính lắp chụp này các bạn sẽ so với cái quyển thuyết minh của mình ha. Ví dụ trong trường hợp này các bạn tính ra là 25 thì các bạn cứ nhập 25 vào ha. Rồi hàng chục lớn, đây bánh răng lớn này nè, các bạn tính ra nó bằng 35 chẳng hạn thì các bạn cứ nhập 35 vào ha. Cứ nhập 35 vào, các bạn tính ra bao nhiêu thì các bạn nhập bao nhiêu thì cái phần mềm nó sẽ tự động vẽ cho bạn. À, bạn không cần phải lo lắng gì hết. Rồi bây giờ bạn có thể kiểm tra lại xem là cái kích thước nó đúng hay không. Ở đây mình sẽ kiểm tra thử cái đường kính vòng chia. Cái đường kính vòng chia của mình là một đường kính vòng chia ngoài nè, bằng 63 chẳng hạn. Thì mình sẽ đo thử ha. Đây. Thì bằng 62.918 thì nó sẽ có sai lệch rất là nhỏ các bạn. Nó sẽ có sai lệch nha. Tại vì cái góc con chia của chúng ta nó lẻ thì chúng ta không thể nào mà ra kích thước này chẵn được. Rồi, thằng này là bằng 333 nè. Thì nó sẽ sai lệch chút xíu. Đây, đúng luôn các bạn, 333 ha. Ok, như vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể chỉnh sửa được cái bộ truyền bánh răng nón của mình. Thì ở trong những cái video tiếp theo, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chỉnh sửa cái bộ truyền bánh răng trụ, cũng như là chúng ta chỉnh sửa cái vỏ hộp như thế nào. Thì hẹn gặp lại bạn ở trong những cái video tiếp theo nha.